Quảng Nam kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai, Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội. Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, sáng 11 tháng 8, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn gửi Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân tỉnh này bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng vì dịch dẫn đến thất nghiệp khó khăn. Thậm chí do dịch COVID-19, nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai để sử dụng phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Ông Phan Đình Nhân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông đã ký văn bản gửi Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình để xin hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân. Theo ông Nhân, ngày 9 tháng 8, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình có điện thoại vào phòng dân số của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam gợi ý, nếu tỉnh có nhu cầu hỗ trợ phương tiện tránh thai trong mùa dịch COVID-19 cho người dân thì làm văn bản xin hỗ trợ. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả tổng điều tra dân số thì tỉnh Quảng Nam là một trong 33 tỉnh có mức sinh cao, 2,27 con trên một mẹ. Hiện nay nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai của người dân là rất lớn, trong khi nhóm đối tượng được hưởng miễn phí thì rất ít, còn lại người dân phải tự mua. Qua gợi ý của Tổng cục, chúng tôi thấy nếu xin được thì sẽ phát miễn phí cho người dân. Đối với người nhóm thuộc diện F0, F1 thì không cần, nhưng đối với nhóm F2 và gia đình của họ thì vẫn cần có phương tiện tránh thai. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đang có mức sinh cao, nếu mình không lo để phòng tránh thì mức sinh sẽ dễ cao hơn, ông Nhân nói. Cũng theo ông Nhân, không chỉ tỉnh Quảng Nam mà nhiều tỉnh khác cũng xin hỗ trợ các phương tiện phòng tránh thai cho người dân. Bên cạnh đó, trong buổi sáng 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản về việc tiếp tục biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11 tháng 8. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, không ra ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Sở Công Thương Đà Nẵng cũng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận huyện, công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng về việc khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện chủ trì tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn. Theo phương án này, mỗi gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ trên 15 ngày, bao gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ. Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần trên một chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thẻ vào chợ có hai màu, ngày chẵn là màu hồng, ngày lẻ là màu xanh da trời. Các phòng kinh tế hạ tầng, Ủy ban Nhân dân các phường xã in ấn thẻ gửi đến các hộ gia đình thông qua tổ dân phố. Sở Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện bố trí lực lượng kiểm soát thu lại thẻ khi người dân vào chợ và lưu giữ thẻ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Thời gian thực hiện từ ngày 12 tháng 8 cho đến khi có chủ trương mới của lãnh đạo thành phố. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh và những phương án phòng chống dịch sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.